chào các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục vào tiết học mới. Tiết học ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đề cập về nội dung của Hiến pháp năm 2013. Trong tiết trước, thầy đã giới thiệu với các em một số các cái nội dung mới và một số các nội dung cơ bản của chương 2. Hôm nay chúng ta tiếp tục đề cập các cái nội dung trong chương 2, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Trong chương 2 của Hiến pháp năm 2013 có một số các quy định mới, ví dụ như là quy định về quyền sống, quy định trong điều 19, quyền được sống trong môi trường trong lành và nghĩa vụ bảo vệ môi trường, quy định ở điều 43. Mọi người có quyền hưởng thụ và tiếp cận các giá trị văn hóa, có quyền tham gia vào đời sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa, quy định ở điều 41. Hay là công dân Việt Nam không thể bị trục xuất hoặc là giao nộp cho các nhà nước khác, quy định ở điều 17. Thế thì tức là trong chương 2 thì một mặt Hiến pháp năm 2013 kế thừa một số các quy định của Hiến pháp năm 1992 và một mặt thì bổ sung thêm một số các quyền mới. Các quyền mới này thì nó xuất phát từ cái tình hình cụ thể của Việt Nam cũng như là cái xu hướng phát triển của nhiều quốc gia trên thế giới. Vậy thì có một vấn đề đặt ra thầy hỏi các em là khi mà thể hiện là mọi người có quyền sống và mọi người có quyền được sống thì các em chọn phương án nào và vì sao? Đúng không? Tức là cái cách thể hiện là quyền sống. Vì sao? Vì trong dự thảo thì cũng có một số lần dự thảo khi mà sửa đổi hiến pháp thì cách thể hiện là mọi người có quyền được sống. Nhưng mà sau đó thì có nhiều ý kiến khác nhau, trong đó có ý kiến góp ý của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, tức là trường của chúng ta, và trong bản hiến pháp thì cách thể hiện là mọi người có quyền sống. Vậy thì hai cái cách thức thể hiện quyền được sống và quyền sống thì các em hiểu là nó khác nhau như thế nào và ý kiến của các em về vấn đề này như thế nào. Rồi xin mời bạn Hạ. Dạ thưa thầy, là em nghĩ là cái quyền sống là một quyền cơ bản của con người. Nếu mà mình quy định là quyền được sống thì nó có phần hơi bị động, y như là một cách ban phát chứ không phải là quyền cơ bản. Rồi. Đấy, bạn Hạ cho rằng là nếu như thể hiện là mọi người có quyền được sống thì quyền được sống này nó hiểu theo nghĩa là bị động. Có nghĩa là đây là một cái sự ban phát của nhà nước hay một cái chủ thể nào khác cho con người chứ không phải là cái quyền nguyên thủy, cái quyền tự nhiên của con người. Thì đấy là cách hiểu cũng theo thầy như thế là đúng đắn. Tuy nhiên thì các em cũng nên nhớ này, thực ra mỗi một phương án thì nó có đều ưu điểm và khuyết điểm của nó. Chúng ta thể hiện là quyền sống thì đúng rồi, nó thể hiện được cái đây là cái quyền tự nhiên của con người chứ không phải là nhà nước hay một chủ thể nào ban phát, mà ngược lại nhà nước và các chủ thể khác phải tôn trọng và phải bảo vệ bảo đảm quyền sống cho con người. Nhưng mà nếu như thể hiện là quyền được sống ấy thì có thể là nó có một cái nhược điểm là đó là quyền của con người, là nó hiểu theo nghĩa bị động và ban phát. Nhưng mà mặt khác nó có một cái ưu điểm là khi mà thể hiện quyền được sống ấy, thì nó thể hiện cái trách nhiệm của nhà nước, các cái cơ quan hữu quan khác là phải bằng pháp luật và các cái cơ chế để bảo đảm quyền sống, tức là không chỉ tồn tại mà quyền sống, quyền phát triển đấy, trong và thỏa mãn các cái nhu cầu về vật chất và tinh thần của công dân đấy. Tức là đấy là chúng ta phân tích một số các cái cách hiểu cũng như là cách biểu đạt về quyền sống. Và đây là cái quy định mới trong Hiến pháp năm 2013 ở chương 2. Đấy, và một số các cái quyền, ví dụ quyền sống trong môi trường trong lành và nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Rồi có một cái điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về chế định quyền con người và quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, đó là chúng ta chuyển từ cái cách thức quy định ấy, nhà nước tạo điều kiện, nhà nước bảo hộ sang quy định trực tiếp theo cái mô thức là mọi người có quyền hay là công dân có quyền. Đấy, thì cũng giống như là cái ý của chúng ta đã phân tích về quyền sống. Thế thì các cái quyền của công dân thì không phải là công dân là thụ động và chủ thể là nhà nước hay là một cái lực lượng nào ban phát, mà đây là cái quyền nguyên thủy và quyền vốn có của mọi người cũng như là của công dân. Thế cho nên là các cái phương thức mà thể hiện ấy theo cái thể bị động của Hiến pháp năm 92 thì trong Hiến pháp mới, Hiến pháp năm 2013 là chúng ta đã chuyển sang cái phương thức nó thể hiện cái quyền chủ động của mọi người cũng như của công dân. Một số các cái nội dung cơ bản và nội dung mới của chương 3
kinh tế xã hội, văn hóa, khoa học công nghệ, môi trường. Thì một mặt Hiến pháp năm 2013 kế thừa các cái quy định của Hiến pháp năm 1992 và cũng sửa đổi và bổ sung một số các cái nội dung mới. Các bạn chúng ta chú ý là đây là một cái chương mà nó thể hiện cái định hướng của Đảng và Nhà nước là rất là đổi mới trong cái lĩnh vực về kinh tế. Đấy, bởi vì một trong những cái nội dung là Hiến pháp năm 92 thì những cái quy định về kinh tế là nó chưa phù hợp với điều kiện và tình hình mới. Cho nên trong chương 3 của Hiến pháp năm 2013 là chúng ta có những cái quy định, một mặt là kế thừa các quy định của Hiến pháp năm 92. Ví dụ như là nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đấy, thì tiếp tục chúng ta kế thừa. Và Hiến pháp khẳng định nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế và kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Như vậy thì các em chú ý cái nội dung là Hiến pháp năm 2013 là chúng ta vẫn khẳng định là chế độ sở hữu là nhiều hình thức sở hữu, tức là bên cạnh hình thức sở hữu của nhà nước, sở hữu tập thể thì Hiến pháp thừa nhận sở hữu tư nhân, và cũng như là Bộ luật Dân sự sẽ cụ thể hóa thành các cái hình thức sở hữu cụ thể, nhiều thành phần kinh tế. Một nền kinh tế thị trường thì không thể không có đa thành phần kinh tế, nhưng mà khác với Hiến pháp năm 1992 thì Hiến pháp năm 2013 của chúng ta là chúng ta không định danh, hay nói khác là không liệt kê cụ thể các thành phần kinh tế. Một nền kinh tế thị trường thì chúng ta không thể liệt kê là 5, 6 hay là bao nhiêu thành phần kinh tế. Đấy, bởi vì các thành phần kinh tế phối kết hợp với nhau. Thế cho nên là cái cách thức thể hiện của Hiến pháp năm 2013 là chúng ta không có định danh cụ thể các thành phần kinh tế giống như Hiến pháp năm 1992. Mặt khác có một nội dung các bạn chúng ta cũng chú ý là mặc dù chúng ta khẳng định kinh tế thị trường nhưng Hiến pháp vẫn quy định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Thì điều này thì chúng ta hiểu rằng là nó phù hợp với điều kiện hiện nay của Việt Nam. Tức là với cái vị thế của kinh tế nhà nước thì thành phần kinh tế này có vị trí rất quan trọng và trong cái cơ chế định hướng xã hội chủ nghĩa đối với kinh tế thị trường. Do vậy là chúng tôi cho rằng Hiến pháp khẳng định kinh tế nhà nước giữ vị trí chủ đạo là phù hợp với điều kiện và tình hình của nước ta hiện nay. Mặt khác, Hiến pháp khẳng định rất rõ các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế và các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế đều bình đẳng hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật. Tức là đây là những cái quy luật tất yếu và cái yêu cầu tối thiểu cần phải có của kinh tế thị trường. Và nhà nước khuyến khích tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân, các tổ chức khác đầu tư sản xuất và kinh doanh. Này, có thể nói rằng là lần đầu tiên trong một bản hiến pháp là doanh nhân có mặt ở trong hiến pháp. Thì đây là một cái sự phát triển của Hiến pháp năm 2013 đối với Hiến pháp năm 1992. Các quy định khác trong chương 3 thì Hiến pháp khẳng định nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, điều tiết nền kinh tế trên cơ sở tôn trọng các quy luật của kinh tế thị trường. Đấy, tức là với cái định hướng là chúng ta thực sự đổi mới nền kinh tế theo cơ chế thị trường, cho nên là các cái quy định này theo chúng tôi là hết sức cần thiết, đúng không? Bởi vì nhà nước phải hoàn thiện nền kinh tế và phải điều chỉnh, điều tiết nền kinh tế và trên cơ sở là tôn trọng các cái quy luật của kinh tế thị trường. Ví dụ như là quy luật thặng dư, quy luật giá trị, quy luật cung cầu. Thì điều này là trong hiến pháp là khẳng định rất là rõ. Ở một nội dung khác thì hiến pháp cũng quy định rõ là việc phân công, phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về kinh tế và thúc đẩy kinh tế vùng, bảo đảm tính thống nhất của nền kinh tế quốc dân. Đấy, một nền kinh tế thì không thể là gói gọn trong từng địa phương, trong từng tỉnh mà phải có cái sự liên kết vùng cũng như là bảo đảm tính thống nhất của nền kinh tế quốc dân ở cả các vùng miền. Thì điều này trong hiến pháp cũng quy định rất là rõ. Và lần đầu tiên cũng trong hiến pháp chúng ta quy định về tiền tệ quốc gia là đồng Việt Nam ấy, cùng với ngôn ngữ là tiếng Việt. Thì ở bản hiến pháp này trong chương 2 chúng ta quy định về đơn vị tiền tệ quốc gia là đồng Việt Nam và nhà nước bảo đảm ổn định để giá trị đồng tiền quốc gia. Đấy, thế cho nên là đây cũng là những cái nội dung mới nó thể hiện trong chương 2 của Hiến pháp năm 2013. Mặt khác, đối với đất đai thì một mặt là Hiến pháp vẫn khẳng định đất đai là sở hữu toàn dân,
cũng nói thêm với các bạn là trong quá trình sửa đổi hiến pháp thì có nhiều ý kiến khác nhau quy định về tranh luận về cái vấn đề này, nhưng cuối cùng thì hiến pháp vẫn khẳng định là đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhưng khẳng định đó là đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước và được quản lý theo pháp luật. Thế thì những cái lý do mà nhà nước quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân thì không chỉ ở góc độ kinh tế mà nó còn ở góc độ về lịch sử, xét ở góc độ về chính trị, dưới góc độ xã hội và dưới nhiều góc độ khác. Có thể trong tương lai thì chúng ta nhìn nhận các cái chế độ pháp lý khác nhau đối với từng loại đất khác nhau, nhưng mà trong điều kiện hiện nay của Việt Nam thì thầy cho rằng hiến pháp khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân cũng là điều hợp lý. Bên cạnh các cái quy định về kinh tế thì trong chương này hiến pháp có các cái quy định về bảo vệ môi trường. Đấy, nhà nước có chính sách bảo vệ môi trường, quản lý sử dụng hiệu quả, bền vững các tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đấy, như các bạn chúng ta biết là biến đổi khí hậu là một cái tình trạng hiện nay mà các quốc gia phải gánh chịu. Đấy, và Việt Nam là một trong năm quốc gia phải hứng chịu những cái hệ quả rất là bất lợi đối với một cái hiện tượng gọi là nước biển dâng. Đấy, các bạn chúng ta thấy là cái hiện tượng xâm nhập mặn, rồi hạn hán, rồi lũ lụt, vân vân. Thì rõ ràng là để đối phó với các cái vấn đề này thì trong hiến pháp cũng đã đề cập về những cái nội dung về bảo vệ môi trường cũng như là ứng phó với biến đổi khí hậu. Chương 4 là chương bảo vệ tổ quốc, thì trong chương này chỉ có 5 điều thôi. Thì một mặt hiến pháp cũng vẫn quy định là nền quốc phòng toàn dân. Đấy, và vai trò của lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân, tức là giữ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp mà bảo vệ tổ quốc. Thì hiến pháp mới là có một số các cái điểm mới, đó là gì? Đó là bảo vệ tổ quốc thì chúng ta không chỉ hiểu theo nghĩa hạn hẹp là bảo vệ đơn giản là chỉ trong phạm vi của đất nước Việt Nam, mà chúng ta còn hiểu ở góc độ nó rộng hơn, đó là trong trường hợp cần thiết thì chúng ta vẫn phải tham gia gìn giữ hòa bình ở trên thế giới, đúng không? Và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Như vậy là cái nội hàm của khái niệm bảo vệ tổ quốc là trong điều kiện và tình hình mới là nó không còn gói gọn trong lãnh thổ của quốc gia, mà trong một số trường hợp thì nó vượt qua khỏi biên giới của quốc gia. Về chương 5 quy định về quốc hội thì một mặt hiến pháp cũng kế thừa các quy định của hiến pháp năm 1992 và có một số các cái bổ sung như trên màn hình chúng ta thấy. Ví dụ như là hiến pháp quy định quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, đúng không? Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước. Đấy, như vậy thì hiến pháp cũng không có quy định là quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến nữa, mà chỉ quy định là quốc hội có quyền lập hiến thôi, và quốc hội là cơ quan thực hiện quyền lập pháp, đúng không? Và giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước, chứ cũng không nói là giám sát tối cao đối với hoạt động của toàn thể bộ máy nhà nước như trước đây. Nó làm cơ sở cho chúng ta là phân công phân cấp về những cái vấn đề nó liên quan đến hoạt động giám sát. Mặt khác, hiến pháp quy định quốc hội chỉ quyết định mục tiêu, chỉ tiêu chính sách và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tức là không còn quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, 5 năm. Thì những cái vấn đề này chúng ta liên hệ với cái sự phân công đấy giữa lập pháp với hành pháp, những cái nhiệm vụ gì là của cơ quan lập pháp thì do quốc hội thực hiện, và một số vấn đề thuộc quyền hành pháp thì quy định cho chính phủ để cho nó hợp lý hơn. Hiến pháp cũng bổ sung thẩm quyền của quốc hội đối với hội đồng bầu cử quốc gia và kiểm toán nhà nước. Thì điều này các bạn chúng ta dễ hiểu thôi, bởi vì đây là các cái thiết chế mới, tức là các thiết chế mà hiến pháp năm 1992 chưa có. Đến năm 2000, hiến pháp năm 2013 chúng ta thành lập thêm các cái thiết chế hiến định độc lập này. Thế cho nên là đương nhiên là hiến pháp bổ sung một số các cái thẩm quyền nó liên quan đến tổ chức và hoạt động của các cái thiết chế này. Thế một số các cái quy định khác mà bổ sung cho quốc hội, ví dụ như là quốc hội quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Đấy, quyết định giới hạn an toàn nợ công, nợ quốc gia hay là nợ chính phủ. Đấy, tức là đây là những cái vấn đề rất là quan trọng của đất nước. Thế cho nên với tính chất là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất thì quốc hội phải có thẩm quyền này, và quốc hội phải kiểm soát được hoạt động này của cơ quan hành pháp. Hay một quy định khác là quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm miễn nhiệm cách chức thẩm phán Tòa nhân dân tối cao và Hội đồng bầu cử quốc gia.
tức là khác với trước đây, thì trong hiến pháp mới thì trước khi bổ nhiệm các thẩm phán của Tòa Nhân dân tối cao thì các cái thẩm phán này phải được Quốc hội phê chuẩn. Đấy, và điều này thì nó cũng nằm, nó nằm trong cái mối quan hệ phân công phối hợp và kiểm soát lẫn nhau. Đấy, và cụ thể ở đây là cái sự kiểm soát, phân công phối hợp và kiểm soát giữa hoạt động lập pháp với hoạt động tư pháp. Rồi có một cái bổ sung là thầy nghĩ là các bạn chúng ta cũng đều biết, bởi vì Quốc hội khóa 14 là tại kỳ họp đầu tiên là chúng ta đã thực hiện cái thể thức này. Đó là bổ sung quy định là Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa Nhân dân tối cao phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân, hiến pháp sau khi được bầu. Tức là các cái chức danh cao cấp nhất của bộ máy nhà nước ở Trung ương, tức là người nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu nhà nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa Nhân dân tối cao. Đấy, như vậy là các bạn chúng ta chú ý nhé, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thì không phải làm cái thủ tục tuyên thệ, và hiến pháp cũng không quy định cho Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Đấy, mà chỉ quy định cho bốn chức danh thôi: Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa Nhân dân tối cao. Chương 6 quy định về Chủ tịch nước thì có một số các cái bổ sung, đó là điều 88 của hiến pháp làm rõ hơn vai trò thống lĩnh lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước. Chủ tịch nước có quyền quyết định phong thăng giáng tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc hải quân, bổ nhiệm miễn nhiệm cách chức tổng tham mưu trưởng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Như vậy là bằng cái quy định này thì rõ ràng là hiến pháp năm 2013 quy định rất là cụ thể. Điều này nó một mặt nó minh định, và mặt khác nó làm tăng cường cái vai trò của Chủ tịch nước trong cơ chế quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, thì vai trò của Chủ tịch nước là khá quan trọng trong cơ chế đó. Thế cho nên là trong hiến pháp năm 2013 thì có một số các cái thẩm quyền, đây là những cái thẩm quyền liên quan về mặt tổ chức. Đấy, liên quan đến nhân sự cao cấp, quân hàm cấp tướng cũng như là các cái nhân sự cao cấp trong các lực lượng vũ trang nhân dân. Điều 90 đã tăng cường khả năng tham gia của Chủ tịch nước đối với hoạt động của Chính phủ. Chủ tịch nước có quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn về những vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước. Tức là cái mới ở đây các bạn hiểu là Chủ tịch nước có vai trò chủ động hơn, chứ không phải là vai trò bị động và dự thính giống như quy định của Hiến pháp năm 1992. Đấy, tức là trong quá trình thực hiện, Chủ tịch nước nếu thấy rằng cần thiết yêu cầu Chính phủ họp thì Chủ tịch nước yêu cầu Chính phủ họp để mà đấy Chính phủ bàn bạc những cái vấn đề nó liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch nước. Đấy, thế như vậy là cái vai trò của Chủ tịch nước là thể hiện trong Hiến pháp năm 2013 nó rõ hơn Hiến pháp năm 1992. Chương 7 quy định về Chính phủ thì chúng ta chú ý một số các cái điểm mà Hiến pháp bổ sung. Trước hết là các bạn chúng ta không được quên, Hiến pháp khẳng định rõ Chính phủ là cơ quan thực hiện quyền hành pháp. Đấy, đây là một cái nội dung rất là mới. Thế như vậy là các bạn chúng ta chú ý là năm 2001 khi mà Quốc hội sửa đổi bổ sung hiến pháp thì lần đầu tiên chúng ta quy định quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nhưng mà rất tiếc thì hiến pháp là không chỉ rõ cơ quan nào là cơ quan thực hiện quyền hành pháp, cơ quan nào là cơ quan thực hiện quyền tư pháp. Vậy đến hiến pháp năm 2013 thì hiến pháp đã lấp vào cái lỗ hổng đó, quy định rõ Chính phủ là cơ quan thực hiện quyền hành pháp. Tức là bên cạnh kế thừa quy định trước đây, Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, thì hiến pháp mới bổ sung Chính phủ là cơ quan thực hiện quyền hành pháp. Về chế độ làm việc của Chính phủ, Hiến pháp năm 2013 quy định rõ Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. Vậy như vậy là chúng ta thấy rằng là Hiến pháp năm 2013 quy định về chế độ làm việc theo cái xu hướng nó giống với Hiến pháp năm 1980. Tức là Hiến pháp năm 1992 thì chúng ta không quy định về chế độ làm việc tập thể, mà Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ thủ trưởng, vai trò của cá nhân thủ tướng. Vậy thì trong Hiến pháp năm 2013 thì chúng ta quy định này Chính phủ làm việc tập thể và quyết định theo đa số. Một số các cái quy định khác liên quan đến cái thẩm quyền thành lập bãi bỏ các bộ, các cơ quan ngang bộ
vấn đề này hiến pháp năm 2013 thì quy định đối với địa giới hành chính ấy, của cấp tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì vẫn do Quốc hội quyết định. Thế còn đối với việc thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh đơn vị hành chính dưới tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, có nghĩa là cấp huyện và cấp xã, thì không thuộc thẩm quyền của chính phủ nữa, mà hiến pháp mới là quy định là cái thẩm quyền này là thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tức là thẩm quyền của cơ quan thường trực của Quốc hội. Đấy, điều này nó cũng xuất phát từ cái tình hình thực tế của Việt Nam. Việc thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân thì trong hiến pháp năm 2013 cũng quy định rất là rõ đối với tổ chức và hoạt động của chính phủ. Chương 8 quy định về Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân, chúng ta chú ý một số các cái điểm mới quan trọng. Trước hết, cũng giống như chính phủ, thì đối với tòa án thì hiến pháp cũng quy định rõ Tòa án Nhân dân là cơ quan thực hiện quyền tư pháp. Khi quy định về chính phủ, quy định rõ chính phủ thực hiện quyền hành pháp. Khi quy định về tòa án, hiến pháp xác định rõ đây là cơ quan thực hiện quyền tư pháp. Đấy, như vậy các bạn chúng ta thấy quyền lập pháp đã rõ, quyền hành pháp cũng đã rõ và quyền tư pháp cũng được minh định. Đấy là một cái bước tiến của hiến pháp năm 2013 so với hiến pháp năm 1992. Về mặt tổ chức, hiến pháp năm 2013 quy định rõ Tòa án Nhân dân gồm Tòa án Nhân dân tối cao và các tòa án khác do luật định. Đấy, đây là một cái điểm các bạn chúng ta chú ý nha. Trước đây hiến pháp năm 1992 chúng ta quy định Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân cấp huyện, tức là của các tòa án nhân dân địa phương. Như vậy nó là cơ sở cho việc thành lập tòa án, nó gắn với đơn vị hành chính. Đấy, theo hiến pháp năm 1992. Vậy thì hiến pháp năm 2013 này chúng ta không quy định theo cái cách thức đó. Tòa án Nhân dân gồm Tòa án Nhân dân tối cao và các tòa án khác do luật định. Cái quy định này nó mở đường và tạo điều kiện cho chúng ta cải cách tư pháp. Cụ thể là chúng ta có thể tổ chức hệ thống tòa án nó độc lập với đơn vị hành chính, nó không theo đơn vị hành chính. Đấy, để đảm bảo cái tính độc lập của tòa án. Mặt khác, hiến pháp cũng quy định rất là rõ Tòa án Nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý. Đây là một cái quy định rất mới. Và chúng ta chú ý rằng công lý là của quyền tư pháp, là của tòa án. Và tòa án là bảo vệ công lý. Trong số các cơ quan nhà nước là chỉ có duy nhất Tòa án Nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý thôi. Thế còn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ tài sản của công dân, của nhà nước thì có rất nhiều chủ thể. Nhưng bảo vệ công lý thì hiến pháp chỉ trao quyền cho tòa án với tính chất là cơ quan thực hiện quyền tư pháp. Một số các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của tòa án cũng được đổi mới. Ví dụ như là hiến pháp quy định rõ việc xét xử sơ thẩm của Tòa án Nhân dân có hội thẩm tham gia, trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn. Nói là, tức là hiến pháp là quy định rõ là xét xử sơ thẩm. Còn trước đây thì chúng ta quy định là việc xét xử của Tòa án Nhân dân, tức là quy định chung chung, hiện nay chỉ rõ là xét xử sơ thẩm và cũng quy định rõ là trừ trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn. Tức là xét xử theo thủ tục rút gọn thì có thể không cần không có hội thẩm, nhưng mà các cái trường hợp xét xử sơ thẩm khác thì phải có hội thẩm tham gia theo quy định của pháp luật về tố tụng. Hay nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm, đây cũng là cái nguyên tắc mới được khẳng định trong hiến pháp năm 2013. Hay chế độ xét xử sơ thẩm và phúc thẩm được bảo đảm, đấy cũng là một cái nguyên tắc mới của hiến pháp năm 2013 so với hiến pháp năm 1992. Đối với Viện Kiểm sát thì chúng ta kế thừa hiến pháp năm 1992, Viện Kiểm sát Nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Tuy nhiên chúng ta cũng chú ý có một cái điểm rất là nhỏ là hiến pháp mới chúng ta bỏ cái từ các trước hoạt động tư pháp đi, tức là thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp thôi. Và cũng giống như Tòa án Nhân dân quy định về hệ thống tổ chức thì hiến pháp khẳng định Viện Kiểm sát Nhân dân gồm Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các viện kiểm sát khác do luật định. Đối với chương 9 chính quyền địa phương thì có một số các cái quy định mới. Ví dụ như là thành phố trực thuộc trung ương thì chia thành quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương. Tức là cái mới ở đây là bổ sung thêm là đơn vị hành chính tương đương. Cái quy định này nhằm mở đường cho các cái thành phố như là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các cái thành phố khác là xây dựng chính quyền đô thị có thể thiết kế cái mô hình là thành phố trong thành phố. Rồi hay quy định thêm là việc thành lập giải thể, nhập điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải lấy ý kiến của nhân dân địa phương theo trình tự thủ tục do luật định. Đấy, vì đây là vấn đề quan trọng nên trước khi thực hiện là phải lấy ý kiến của nhân dân.
hay là điều 111 của Hiến pháp quy định mới là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông thôn đô thị hải đảo, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt do luật định. Như vậy là về tổ chức đơn vị hành chính lãnh thổ thì Hiến pháp cũng có những quy định mới. Chúng ta không cào bằng giữa nông thôn với đô thị, giữa đất liền với hải đảo. Và Hiến pháp khi quy định là trong trường cần thiết thì Quốc hội có thể thành lập các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, tức là do luật định ấy, là nó tạo cái cơ chế mềm hóa để chúng ta trong trường cần thiết thì chúng ta có thể thành lập các cái đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt này. Chương 10 thì đây là chương mới. Chương 10 quy định rõ về hai thiết chế hiến định độc lập, đó là Hội đồng Bầu cử Quốc gia và thiết chế thứ hai đó là Kiểm toán Nhà nước. Hội đồng Bầu cử Quốc gia thì có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Thế còn đối với Kiểm toán Nhà nước thì hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật thực hiện việc kiểm toán, quản lý sử dụng tài chính và tài sản công. Thì đây là cái công cụ rất quan trọng để giúp cho Quốc hội kiểm soát hoạt động của hành pháp cũng như là các cơ quan nhà nước khác. Về chương 11 của Hiến pháp, chương cuối cùng thì Hiến pháp là có một số các quy định bổ sung, ví dụ như là quy định để mọi hành vi vi phạm Hiến pháp thì đều bị xử lý. Quy định này nhằm đảm bảo được cái hiệu lực cũng như là cái tính chất tôn nghiêm của Hiến pháp. Bổ sung quy định Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp và cơ chế bảo vệ Hiến pháp do luật định. Tức là lần đầu tiên là chúng ta quy định về cái cơ chế bảo vệ Hiến pháp, và những quy định này nó làm cơ sở cho trong thời gian tới chúng ta nghiên cứu và chúng ta xây dựng cái cơ chế bảo vệ Hiến pháp. Đấy, và một cái điểm cuối đó là trong Hiến pháp 2013 thì có bổ sung các cái chủ thể đề nghị làm Hiến pháp. Đấy, cũng như là một số các cái trình tự thủ tục khi mà xây dựng Hiến pháp, ví dụ như là tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Đấy, và cái dự thảo Hiến pháp đó sau khi lấy ý kiến của nhân dân và trình Quốc hội dự thảo, để mà tức là trước khi trình Quốc hội thì các cái dự thảo về sửa đổi Hiến pháp đó phải lấy ý kiến của nhân dân. Đấy là một số các cái nội dung mới của Hiến pháp năm 2013. Tiết học này kết thúc ở đây. Xin cảm ơn chú ý lắng nghe của các em.